Ơi, cái gì vậy? Lý do Hòa Minh Di kêu các đồng chí nam ra chỗ khác khi Minh Tú bị thương. Buổi giải lao giữa giờ huấn luyện trong tập 10 của sau nhập ngũ 2022, các chiến sĩ được chỉ huy tổ chức chơi trò chơi rồng rắn lên mây, trung đội chia thành hai đội, nối đuôi nhau và tìm cách cắt đuôi đối phương. Vì chơi quá hăng hái nên Minh Tú đã có cú vô ích siêu to khổng lồ, với lực văng khá mạnh, nữ siêu mẫu phải nằm đất một lúc cho đỡ choáng váng. Ngay lập tức, các đồng đội đã vây quanh Minh Tú để xem tình hình chấn thương của cô. Chứng kiến cú ngã của Minh Tú, Hòa Minh Dĩ đã có hành động kịp thời, kêu gọi các chiến sĩ nam ra chỗ khác để vạch áo xem Minh Tú có bị chấn thương gì không. Câu nói này của bà mẹ một con cho thấy sự tinh tế hết mức của nữ ca sĩ. Sau đó, dù Minh Tú liên tục nói không sao nhưng các đồng đội vẫn lo lắng, không để cô phải cõng đội thắng như giao kèo trước đó. Đồng chí Minh Tú mời đồng chí không ạ? Không, em cõng không? Cõng được không? Được. Thôi, chơi tú đầu lắm. Thôi, tự nhiên con gái cõng trai kỳ lắm, anh cho Tú nghỉ đi. Mời đồng chí Tú ra ngoài, đồng chí không cõng nữa, để đảm bảo an toàn cho ông ta. Được chưa? Bắt đầu, chúng ta bắt cặp với nhau. Rồi thua đâu? Các đồng chí nam là cõng ở đây luôn, các bạn nữ cho phép ở chị nữ cõng ở đây.